Vâng, em Hoàng An xin gửi lời chào đến tất cả anh chị quý khách hàng thân yêu của kênh YouTube An Ô Tô của Bình Dương, kênh bán hàng của siêu thị ô tô Bình Dương. Anh chị ơi, ngày hôm nay thì em Hoàng An lựa chọn hai mẫu xe cực kỳ hot và cực kỳ có nhiều khách hàng quan tâm trong thời gian vừa qua. Đó chính trước mặt anh chị, đó chính là hai chiếc xe phân khúc hạng B của hãng Honda, đó chính là chiếc Honda City 1.5 CVT số tự động anh chị nhé. Và hai chiếc xe này, một chiếc màu đen, một chiếc màu trắng, á, đứng gần nhau nhìn rất là nổi bật đúng không ạ? Hai chiếc xe này đều mang biển số Bình Dương cả anh chị nhé, 1.5 CVT, á, bản thường hay gọi bản thường anh chị nhé. Và hai chiếc xe đều sản xuất 2016 anh chị ạ. Đây thì em sẽ quay chiếc xe màu đen trước anh chị nhé. Chiếc xe có màu đen và tất cả hai chiếc xe này về bên em đã qua rửa dọn làm đẹp rồi. Và anh chị có thể thấy rất là đẹp đúng không ạ? Rất là bắt mắt luôn. Xe bên em cam kết lỗi anh chị nhé, tuyệt đối về vấn đề đâm đụng, máy móc zin nguyên bản. Đấy là những cái vấn đề mà bên em cam kết tuyệt đối cho khách hàng. Đấy. Anh chị coi ha, màu đen ha, mâm đúc ABS, 2 thắng đĩa, đấy, đầy đủ hết. Và chiếc xe màu đen này thì mang biển số Bình Dương, một chủ từ đầu, một chủ từ đầu. Rất là đẹp đúng không ạ? Ô tô hiện tại đang là 55.000 và giá bán cho hai chiếc xe City này bên em đồng giá là 455 triệu anh chị nhé. À xin lỗi chị, 445 triệu cho hai chiếc xe Honda City này, 445 triệu. Và giá trên còn thương lượng khi mà anh chị đến xem xe trực tiếp, 445 triệu. Cực kỳ đẹp luôn đúng không ạ? Đấy, đã đánh bóng làm đẹp rồi. Hai chiếc này có thể hỗ trợ ngân hàng cho chị tối đa đến 300 triệu. Đó. Vậy là mình có thể bỏ ra khoảng 145 triệu là mình đã sở hữu một xe Honda City 2016 số tự động với thiết kế nội thất rộng rãi, kiểu dáng rất là bắt mắt. Đấy. Giới thiệu về phần đầu xe của hai mẫu này anh chị nhé. Đây, thì chiếc Honda City bản CVT 2016 này thì có thiết kế phần đèn pha halogen, cụm đèn gầm, lưới tản nhiệt mạng chrome, biểu tượng của hãng Honda rất là nổi bật đúng không ạ? Giá nắng nhìn rất là óng ánh luôn. Gương xi nhan là gương siêu hậu tích hợp xi nhan chân gương. Đấy, mâm đúc la răng 16. Đây, rất là đẹp đúng không ạ? Vỏ rất là mới luôn. Vỏ vẫn còn rất là dày và mới. Đó. Các tay nắm cửa mạ chrome. Dán phim cách nhiệt hết rồi. Đó, chống kẹt cửa này. Khóa thông minh. Đấy, khóa thông minh trên cửa. Rất ok đúng không ạ? Đó. Mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe City thì quá là tiết kiệm rồi. Đó. Thiết kế nội thất thì mẫu xe này nguyên bản thì chỉ là ghế lỉ màu đen thôi. Nội thất chỉ là một tông màu đen. Từ các táp bi cửa đến các táp lô đều là màu đen cả. Đó. Đều là màu đen cả. Mà chủ xe thì đã bọc bộ ghế da màu đen. Và đặc biệt là chiếc xe này được chủ xe lên một cái màn hình Android. Bluetooth chỉ đường. Đó. Rảnh tay cục gọi cũng như là đĩa CD đầy đủ hết. Đó. Trên vô lăng ba chấu thì bọc da và tích hợp những nút như là âm lượng chế độ. Đấy. Trên vô lăng này cũng tích hợp những lẫy chuyển số anh chị nhé, lẫy chuyển số vô lăng đầy đủ hết. Ô tô hiện tại đang là 55.122 km anh chị nhé. Mọi chi tiết là rất là đẹp luôn. Đấy, các táp lô đây rất là sạch sẽ đúng không ạ? Đấy. Hộp số đây, hộp số vô cấp anh chị nhé. Đấy, đẹp. Em đang bật điều hòa và chiếc xe thì có khóa đầy đủ thông minh này, điều hòa chỉnh tay, bản thường thì nó là điều hòa chỉnh tay. Và chiếc City màu đen này thì được chủ xe trang bị một cái trần thảm trần 5D rồi. Đó, nhìn rất là nổi bật đúng không ạ? Rất là mát. Đó. Mọi chi tiết là tuyệt đối hoàn hảo luôn. Gương cụp chỉnh điện và những chế độ tiết kiệm nhiên liệu cũng đầy đủ trên mẫu xe này rồi, hiện hữu trên mẫu xe rồi. Và ở hàng ghế thứ hai thì rõ ràng đó chính là điểm nổi bật của chiếc Honda City. Hàng ghế vô cùng rộng rãi, thoải mái với khoảng chừng rưỡi chân rất là rộng. Đó, khoảng rưỡi chân rất là thoải mái luôn. Anh chị vừa coi. Và đặc biệt có một cái hốc gió đằng sau. Mẫu xe phân khúc B thì như vậy là quá là ok rồi đúng không ạ? Đó, một khoảng rưỡi chân quá là thoải mái luôn. Đó, với người cao cũng ngồi rất là thoải mái với mẫu xe này. Về phần đuôi sau, cụm đèn pha cũng là dạng đèn pha halogen thôi. Bốn cái mắt cảm biến lùi ở dưới ha. Và cộng với hai cái đèn phản quang. Hai đèn phản quang đây. Bốn mắt cảm biến lùi. Đấy, bốn mắt cảm biến lùi.
Và trên kính gió ở đằng sau thì cũng tích hợp một cái cam, một cái đèn đèn thắng anh chị nhé, tối. Đấy, mọi chi tiết là hoàn hảo anh chị nhé. Mâm đúc la răng 16, 4 vỏ dày, các tay lắm cửa mạ chrome hết rồi, tay lắm cửa mạ chrome và có vẹt che mưa tích hợp cả rồi, đầy đủ hết rồi anh chị nhé. Rất là ok đúng không ạ? Xin nhan chân gương. Ok. Đó, xin nhan chân gương. Và chiếc xe này thì hiện tại còn khám xét lưu hành đến tháng 7 năm 2021 anh chị nhé. Sản xuất 2016, biển số Bình Dương, CT đen, 445 triệu. Em sẽ giới thiệu đến cho anh chị khoang động cơ của chiếc xe anh chị nhé. Khoang hành lý thì cũng rất là rộng rãi. Đây, khoang hành lý trước đi. Cái khoang hành lý của mẫu xe CT thì quá là sâu và rộng rồi, không có gì để bàn với mẫu xe này rồi, rất là thoải mái luôn. Hao hồ mình để đồ. Mọi chi tiết là zin nguyên bản anh chị nhé. Ok chưa ạ? Mọi chi tiết là zin nguyên bản tuyệt đối. Đây, bánh xe cua đây cũng đã được rửa dọn làm đẹp rồi. Rất là sâu và rộng, hao hồ mình để đồ. Đây, đến khoang động cơ anh chị nhé. Đây, chị có thể coi ha, rất là ok. Đấy, như mới, đây em đang bật máy lạnh đấy. Ok. Đây này. Rồi, tiếp theo sang mẫu Honda City bên cạnh, màu trắng. Alo, đây. Đúng rồi, anh đợi chút em cho người chỉ đường, em đang quay cái. Anh cứ vào ngã ba ông xã giúp em được không? Vào ngã ba ông xã. Ừ. Đúng rồi, chạy một đường thẳng luôn nhá. Chạy một đường thẳng. Vào chợ Di An, vào chợ Di An xong rồi hỏi tiếp nhá. Rồi, trước mặt anh chị là mẫu CD trắng 2016 và Euro hiện tại đang là 58.000 km và chiếc xe này thì có gốc là thành phố Hồ Chí Minh. Nghĩa là anh chị tại có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh là anh chị đã tiết kiệm được cái tiền biển số 20 triệu rồi. Đó, có tiền hộ khẩu 20 triệu rồi. Hiện tại đang mang biển số Bình Dương và cũng là 445 triệu. Xe thì tuyệt đối là không lỗi anh chị nhá. Đấy là những cái cam kết chuẩn bên em dành cho mẫu Honda City này. Màu trắng. Đấy, cũng giống như con bên kia thôi. Mọi option là đầy đủ như nhau. Thì em đã giới thiệu mẫu xe bên kia rồi thì mẫu xe này thì em sẽ chỉ quay qua cho anh chị coi. À, ok đúng không ạ? Các tay lắm cửa mạ chrome, gạt nước mưa, che mưa đầy đủ đây, phim cách nhiệt, mâm đúc la răng 16, 4 vỏ rất là dày, 4 vỏ rất là dày luôn, cực kỳ ok đúng không ạ? Phần đầu thì cũng vẫn là cụm đèn pha halogen, lưới tản nhiệt mạ chrome, đầy đủ hết. Và chiếc xe này thì cũng khám xét lưu hành đến tháng 7 năm 2021 anh chị nhé. Đấy, tháng 7 2021. Và anh chị có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh, anh chị đã tiết kiệm được tiền biển số 20 triệu rồi. Rồi, giới thiệu về phần thiết kế nội thất của mẫu xe này nhé. Cũng là màu đen. Và chiếc xe thì chủ xe cũng đã trang bị ghế da rồi. Ghế da theo xe màu đen kết hợp với chỉ đỏ, rất là đẹp đúng không ạ? Chiếc xe này thì vẫn còn màn hình zin nguyên bản, nhưng mà anh chị mua xe bên em thì bên em sẽ hỗ trợ 50% chi phí cho anh chị về lắp màn hình ăn được rồi. Rất là ok đúng không ạ? Còn mọi chức năng thì như nhau, không khác gì cả. Một cặp song sinh. Đó, vẫn là hàng ghế rất là rộng rãi và thoải mái. Tha hồ mình để đồ. Đó, ok đúng không ạ? Và chiếc xe này cũng rất đặc biệt, cũng đã được bọc một cái trần. Rất là ok đúng không ạ? Cũng được bọc một cái trần 5D rồi. Đó, rất là đặc biệt luôn. Đó, quá ok đúng không ạ? Hai mẫu xe đều là 445 triệu anh chị nhé. Đấy, bằng hành lý cũng quá là rộng rãi rồi, không có gì để bàn với mẫu xe này rồi. Tha hồ mình để đồ. Đấy, rộng rãi. Ok đúng không ạ? Ok. Rồi, sau đây thì em sẽ giới thiệu đến cho anh chị thiết kế khoang. Tất cả các bậc lên xuống đều được ốp inox rất là mới luôn. Đấy, ốp inox tất cả đều được ốp hết. Đấy, 4 cửa lên xuống đều được ốp hết anh chị nhé. Đấy, ok.
ok chưa? Rất là rộng rãi luôn. Vô lăng ba chấu đây. Đó. Odo hiện tại đang là 58.000. Đó. Ok chưa? Rồi, rất nhiều những cái tính năng. Và một mẫu xe rõ ràng nó là mẫu xe rất là lành xe và cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Thiết kế nội thất rộng rãi ha. City bên em bán rất là tốt luôn. Đây. Máy rất là mới luôn đúng không ạ? Đây là em đang bật máy lạnh nha anh chị nhé. Đấy, cái thời tiết đang nắng thế này thì máy lạnh hoạt động liên tục. Đây. Nhìn nhá. Nhìn nguyên bản. Ok. Rồi, trên đây là hai mẫu xe Honda City mà em Hoàng An vừa giới thiệu đến tất cả anh chị quý khách hàng. Và anh chị quý khách hàng quan tâm về mẫu xe này lên trực tiếp cửa hàng em, siêu thị ô tô Bình Dương, ngã ba xã đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương để xem xe và thương lượng trực giá, trực tiếp về giá với em Hoàng An. Alo cho em theo hai số điện thoại 0943 444 550 hoặc số điện thoại 0968 390 391 để hỏi đường cũng như là thương lượng thêm về giá. Trên đây là hai mẫu xe Honda City bản CVT 2016, một cặp song sinh, một con màu đen, một trắng, mang biển số Bình Dương. Đó, 445 triệu và ngân hàng hỗ trợ 300 triệu cho anh chị. Giá trên còn thương lượng khi mà anh chị đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng anh chị nhé. Mọi chi tiết thắc mắc thì anh chị cứ lên trực tiếp cửa hàng hoặc điện thoại cho em ăn. Rồi, đây, một vòng cho anh chị coi ha. Hai số điện thoại của em đều có Zalo. Rất cảm ơn anh chị đã dành một chút thời gian quan tâm theo dõi về hai mẫu xe Honda City này. Anh chị lên trực tiếp cửa hàng em để xem xe cũng như thương lượng thêm về giá anh chị nhé. Rồi, em Hoàng An xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video giới thiệu xe tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.